Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi 7. Vị Tân Kim Thân Phật có công đức vô lượng, ngoài việc được phép lập quốc tịnh độ ra, vị này còn được những quyền năng hay nhiệm vụ đặc biệt nào khác nữa không? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp. Xin giải đáp câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Tuyết Thơm. Một Tân Kim Thân Phật có công đức vô lượng thì chỉ chọn theo luật của Phật giới như nêu trên, chứ không ngoài luật này được. Xin mời câu hỏi tiếp.